Kể từ hôm nay tôi bỏ nhậu, tôi chính thức làm lại cuộc đời anh em ơi. Tôi biết tôi nói điều này ra anh em rất là bất ngờ, nhưng tôi suy nghĩ rất là kỹ rồi anh em. Đã đến lúc tôi phải làm giàu rồi, tôi phải cố gắng mần ăn anh em ơi. Tôi còn tương lai nữa anh em, tôi không thể nào mà chiều chiều tối tối là tụ tập với anh em nâng ly bia ly rượu lên được anh em ơi. Đã đến lúc tôi phải vác bao tải xi măng đồ rồi anh em. Từ nay trở đi sòng